à, về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện ạ Tải ngay áp về danh Chào tất cả các bạn à, Chúng mình sẽ tiếp tục sang cái chương 3 của hình học Và phần này thì chúng mình sẽ tìm hiểu về tam giác đồng dạng à, Ta đi vào bài 1 Bài đầu tiên định lý talet của tam giác à, cái định lý này thì sẽ cho ta biết thêm điều gì mới lạ thì ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay ta đi vào phần 1 tỉ số của hai đoạn thẳng ở lớp 6 thì ta nói đã nói đến cái tỉ số của hai số đối với đoạn thẳng thì ta cũng có khái niệm về tỉ số tỉ số của hai đoạn thẳng là gì rồi đúng không đợt uh, lớp 6 thì các bạn đã tìm hiểu về cái tỉ số của hai đoạn thẳng là gì rồi ta sẽ đi làm cái hỏi chấm 1 này Hỏi chấm 1 người ta cho AB bằng 3 cm. AB bằng 3 cm. CD bằng 5 cm. Đúng không? Vậy thì AB trên CD nó sẽ bằng gì? 3 cm trên 5 cm đúng không? Và ta sẽ được là gì? 3 phần 5 được chưa? Rồi EF bằng 4 dm này. Rồi MN thì bằng 7 dm này đúng không? Vậy thì cái EF trên MN nó sẽ bằng gì? Bây giờ các bạn thấy rằng EF và MN nó cùng đơn vị đo rồi nhá, đều là decimet, đúng không? Vậy thì nó sẽ được là 4 phần 7. Như vậy ta có cái định nghĩa như sau, tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo, nhớ là cùng một đơn vị đo. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được ký hiệu là AB trên CD. Ví dụ 1, nếu AB bằng 300 cm, CD bằng 400 cm thì AB trên CD bằng 300 trên 400 bằng 3/4. Còn nếu AB bằng 3 m, CD bằng 4 m thì ta cũng có AB trên CD bằng 3/4. Chú ý rằng là tỉ số của hai đoạn thẳng thì không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. Rồi. Uh, ta sang phần 2 đoạn thẳng tỉ lệ. Hỏi chấm 2 cho bốn đoạn thẳng AB. CD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy so sánh các tỉ số này gọi chấm 2 rồi ta có AB bằng gì bằng 2 đúng không bây giờ có hai đoạn thẳng thì ta viết bằng 2 CD thì bằng 3 đúng không rồi A phẩy B phẩy thì bằng gì nào bằng 4 đúng không rồi C phẩy D phẩy các bạn đếm cho cô xem có bao nhiêu nào 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không bằng 6 đúng không? Rồi AB trên CD nó bằng gì? 2 phần 3 Được chưa? Thế A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy thì bằng bao nhiêu? 4 phần 6 4 phần 6 rút gọn chia cho 2 Cả tử và mẫu chia cho 2 ta được là 2 phần 3 đúng không? Vậy thì gì? AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy đúng không? Ta có định nghĩa như sau, hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy nếu có tỷ lệ thức AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy hay AB trên A phẩy B phẩy bằng CD trên C phẩy D phẩy. Cái này là mình học ở tỷ lệ thức ở lớp 7 này, đúng không? Phần 3, định lý Talet trong tam giác vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như hình 3 rồi à, tiếp theo người ta bảo là dựng đường thẳng a đi, à, song song với cạnh BC cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B' và C' à, đường thẳng a định ra trên a trên cạnh AB ba đoạn thẳng là AB' này b phẩy b này và ab và định ra trên cạnh ac ba đoạn thẳng tương ứng là ac phẩy, cc phẩy và ac so sánh các tỉ số ia này ia là ab phẩy trên ab và gì ac phẩy trên um, ac rồi ở đây các bạn sẽ đếm cho cô này AB' trên AB nào các bạn đếm theo cái dòng kẻ học sinh nhá. Ta sẽ có là gì? À AB' nào, 1 2 3 4 5, 5 đúng không? Trên AB này, AB thì nó là đoạn này đúng không? 6 7 8 vậy là 5/8. Thế còn AC' phẩy trên AC thì bằng gì nào? À 1 2 3 4 5 này cũng là 5 này, 5/8 đúng không? 5 phần 8 vậy thì nó bằng nhau đúng chưa rồi B nào AB phẩy trên b phẩy b và AC phẩy trên C phẩy C rồi AB phẩy này trên b phẩy b các bạn nhìn 1 2 3 4 5 đúng không AB phẩy là 5 này 5 dòng này B b phẩy b là 3 dòng này thế còn a AC phẩy uh, trên C phẩy C 1, 2, 3, 4, 5 này cũng là bằng 5 đúng không rồi C phẩy C là 3 đúng không vậy thì hai cái này nó bằng nhau rồi IC là B phẩy B trên AB B phẩy B trên AB này 1, 2, 3 đúng không AB là 8 đúng không rồi cái kia là C phẩy C trên AC nó cũng là 3 phần 8 vậy thì nó là bằng nhau được chưa nhỉ hướng dẫn vì các kẻ ngang là các đường thẳng song song cách đều nên ta có các đoạn thẳng liên tiếp trên cạnh AB bằng nhau chúng được gọi là các đoạn chắn trên AB các đoạn thẳng liên tiếp trên cạnh AC cũng bằng nhau chúng được gọi là các đoạn chắn trên AC hãy lấy một đoạn thẳng hãy lấy một đoạn chắn trên mỗi cạnh làm đơn vị đo độ dài các đoạn thẳng trên cạnh đó rồi tính từng tỷ số ở đoạn trên đã nêu ở trên. Trên đây chỉ là một trường hợp cụ thể tổng quát ta có định lý như sau. Đó là định lý talet. Chúng ta sẽ thừa nhận và không chứng minh. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Rồi giả thiết đó là ví dụ như uh, cô cho tam giác ABC. B phẩy C phẩy song song với bc, B phẩy thuộc AB C phẩy thuộc AC Khi đó ta có kết luận rằng là AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC và AB phẩy trên B phẩy B bằng AC phẩy trên C phẩy C rồi là B phẩy B trên AB bằng C phẩy C trên AC thì khi đó ta sẽ tính độ dài x trong hình 4 ở trong cái ví dụ 2 nhé đây người ta cho cái hình 4 này Ta có MN song song với EF này Rồi cho là MD bằng 6,5 này ờ, DN bằng 4 này NF bằng 2 Tìm X Người ta làm như sau Vì MN song song với EF Theo định lý ta lét ta có DM Trên ME bằng DN trên NF Hay 6,5 trên X bằng 4 phần 2 Khi đó X sẽ bằng là 2, 2 nhân với 6,5 Chia cho 4 và được 3,25 Đó Tương tự như thế ta sẽ làm cái hỏi chấm 4. Tính các độ dài x và y trong hình 5. Đây là hình 5. Hình 5A nhé. Mình sẽ tìm hình 5A trước này. À, do là gì? À, DE đúng không? Song song với cả BC. À, nên theo định lý Talet. Theo định lý Talet. Định lý Talet ta có điều gì nào? ta có là AD trên uh, AB đúng không? Bằng gì? AE trên AC đúng không? Thế AD thì bằng gì nào? AD bằng căn 3. AB thì nó lại bằng gì? AD cộng với BD tức là 5 cộng với căn 3 đúng không? Bằng này. AE là cái mình đang tìm là x này. AC sẽ bằng là gì? là 10 cộng với x đúng không? Như thế này thì mình giải nó sẽ hơi phức tạp. Thì um, theo cái định lý Talet thì mình cũng có thể suy ra được thêm một cái hệ thức nữa. Đó là gì? Là AD trên BD đúng không? AD trên BD bằng AE trên uh, EC đúng không? Vậy thì đây là uh, ta lại suy ra được là gì? AD là bằng căn 3 trên BD bằng 5. AE là x, EC là 10 vậy đó, mình sẽ tìm luôn được x là bằng gì? 10 căn 3 chia cho 5 và x sẽ bằng là 2 căn 3. Tức là cái như cái này thì mình cũng có thể giải được. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi phức tạp một chút thôi. Đúng không? Nó dài dòng hơn thì mình uh, sử dụng một cái hệ thức khác ở cái định lý Talet là được. Rồi hình 5B hình 5B người ta cho rằng là DE song song với AB. Vì DE song song với AB nên theo định lý Talet. Theo định lý Talet. Nó có 3 hệ thức và các bạn phải dựa vào cái mà cái biến mà mình đang tìm là nó ở cạnh nào để mình sử dụng cái hệ thức cho phù hợp nhé. Nào, ví dụ như bài này người ta bắt tìm y đúng không tìm y tức là uh, gì nhỉ tìm y là tìm cả đoạn to này vậy thì mình đã có là gì theo định lý talet ta có là gì do là song de song song với ab nên suy ra rằng là cd trên cb bằng ce trên ca cd trên cb bằng ce trên trên ca đúng không CD bằng 5 suy ra này 5 này CB thì là bằng 5 cộng 3,5 là bao nhiêu 8,5 bằng CE là mình biết bằng 4 rồi CA là cái mình đang tìm tức là Y đấy Y đúng không Vậy từ đây ta suy ra Y sẽ bằng gì 8,5 mà nhân với 4 chia cho 5 đúng chưa Ta tìm được kết quả Y bằng 6,8 được chưa nhỉ đó, mình sẽ sử dụng cái hệ thức cho nó phù hợp nhé Rồi, à, để hiểu rõ hơn về các cái phần mình vừa học thì mình sẽ đi làm cái phần bài tập nhé Bài tập này Bài 1 Viết tỉ số các cặp của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau Ý A AB bằng 5cm CD bằng 15cm thì AB trên CD nó sẽ bằng 5 cm trên 15 cm nó sẽ bằng gì? 1/3 đúng không? Rồi IB nào. Nhớ là phải cùng đơn vị đo nhé. EF thì bằng 48 cm này. Rồi GH thì bằng 16 dm này. Rồi ta sẽ đổi đúng không? Đổi 16 dm nó sẽ bằng bao nhiêu? 160cm suy ra rằng là EF trên uh, GH nó sẽ bằng là 48 chia cho 160 và kết quả là bằng 3 phần 10 Được chưa rồi ý C là PQ bằng 1,2m này rồi là MN MN thì bằng 24 cm này, đúng không? Ta sẽ đổi PQ bằng 1,2 m thì sẽ được là 120 cm đúng không? Suy ra thì PQ trên MN nó sẽ bằng là gì? Và tỉ số này nó sẽ bằng gì? Bằng 5, đúng không? Đây, bằng 120 chia cho 24 và bằng 5 tức là 5 phần 1 đấy được chưa nhỉ đấy là bài 1 nhá bài 2 này cho biết AB trên CD bằng 3 phần 4 AB trên CD bằng 3 phần 4 này rồi là CD bằng à, uh, bao nhiêu CD bằng 12 cm cm tính độ dài AB thì suy ra là AB nó sẽ bằng gì? 3 nhân với CD trên à, trên 4 đúng không? Bằng 3 nhân với 12 trên 4 đúng không? Và bằng 9 cm chưa nhỉ? Rồi bài 3, cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A phẩy B phẩy gấp 12 lần độ dài của CD, tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A phẩy B phẩy AB gấp 5 lần độ dài đúng không? Tức là bằng 5 lần CD này. Đúng không? Rồi độ dài của A, B thì gấp 5 à gấp 12 lần độ dài của CD. Vậy thì ta sẽ xét tỉ số là AB trên A, B sẽ bằng gì? 5 lần CD trên 12 lần CD và bằng 5 phần 12 đúng chưa? Được chưa? Nó sẽ là 5 phần 12 nhá. Bài 4 này Cho biết AB phẩy Trên AB Trên AB Bằng AC phẩy Trên AC Các bạn quan sát hình số 6 Chứng minh rằng ý A này AB phẩy Đây chứng minh rằng AB phẩy trên B phẩy B bằng AC phẩy trên C phẩy C. Được chưa? Người ta có hướng dẫn là áp dụng tính chất của tỷ lệ thức. Đó. Rồi. Ý A ta cần phải chứng minh cái này. Thế bây giờ các bạn thấy giả thiết người ta cho gì? Từ AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC đúng không? Rồi ta sẽ suy ra điều gì? Nào ta sẽ đổi chỗ nào. AB phẩy trên A C phẩy bằng AB trên AC Đây là tính chất tỷ lệ thức được chưa? Rồi, vậy thì có phải suy ra rằng là AB phẩy trên A C phẩy bằng AB trên AC Và bằng gì? À, bằng thì AB trừ đi AB phẩy trên AC trừ đi AC phẩy. Được chưa? Vậy là AB trừ đi AB phẩy bằng AC trừ AC phẩy. Thế AB trừ AB phẩy thì nó sẽ là bằng gì? BB phẩy trên CC phẩy. Đây là tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Dãy tỉ số bằng nhau. Đúng không? Đấy, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Khi đó mình sẽ suy ra rằng là gì? AB phẩy trên AC phẩy bằng BB phẩy trên CC phẩy. Vậy thì suy ra ta đổi chỗ này. AB phẩy trên BB phẩy đúng không? Bằng AC phẩy trên CC phẩy. Điều phải chứng minh đúng không? Đó, đấy là ý A vậy 4 nhá. Ý B nào ý b người ta bắt chứng minh rằng là bb trên ab bằng cc trên ac đúng không thế là ta có là gì theo giả thiết này theo giả thiết thì ta có các bạn nắm chắc cái tính chất dãy tỉ số bằng nhau cộng với tính chất tỷ lệ thức nhé ta có là ab trên ab bằng với ac trên ac đúng không rồi, ta suy ra rằng là gì? AB phẩy trên AC phẩy bằng AB trên AC đúng không? Tính chất, tỷ lệ thức Tỷ lệ thức đúng không? Vậy thì theo ý A Thì ta có là gì? AB phẩy trên BB phẩy bằng AC phẩy trên CC phẩy Vậy thì suy ra rằng là gì? AB phẩy trên AC phẩy bằng BB phẩy trên CC phẩy. Đúng không? Đây là tính chất tỷ lệ thức này. Được chưa? Rồi khi đó này. Đây cô đặt là sao nhá. Đây đặt là hai sao từ sao và gì hai sao ta sẽ có các bạn thấy rằng là uh, hai cái này ab trên ac và uh, gì nhỉ bb phẩy trên uh, cc phẩy nó đều bằng gì bằng AB phẩy trên AC phẩy đúng không? Suy ra là AB trên AC đúng không? Bằng BB phẩy trên CC phẩy. Vậy thì từ đây ta suy ra rằng là à, BB phẩy trên đây chúng ta sẽ đổi chỗ như thế này trên gì? Trên AB bằng gì? CC phẩy trên AC đúng không? Ta sẽ đổi chỗ hai cái này cho nhau. Rồi, vậy thì ta có là điều phải chứng minh đúng không được chưa nhỉ các bạn có hiểu không ạ đó mình sẽ nắm chắc cái tính chất tỷ lệ thức này nhá mình sẽ làm được bài rồi ta sẽ xem tiếp bài số 5 bài số 5 là bài tìm x này tính x trong các trường hợp sau rồi là uh, ia yeah này mn song song với cả bc đúng không? Rồi ta có này do mn song song với cả bc theo định lý talet theo định lý talet ta có này theo định lý talet ta có này là gì? À, bây giờ mình đang cần tìm x đúng không? Đang cần tìm x nào bây giờ ta sẽ suy ra các tỷ lệ là gì nào am trên ab đúng không bằng an trên ac rồi mình cứ viết hết các tỷ lệ ra đi xong rồi mình dùng cái nào thì mình dùng nhá rồi am trên mb đúng không bằng với an trên nc đúng không rồi là gì nữa à, mb trên ab bằng với n NC trên CA đúng không? Đúng chưa? Mình viết hết ra như thế cho nó dễ nhìn nhá Rồi, mình sẽ xem xem là mình nên dùng cái tỷ lệ thức nào nhá Nào, AM biết rồi này AB thì bằng 4 cộng X này đúng không? Rồi AN thì biết rồi nhưng AC cũng biết rồi đúng không? À. OK, mình sẽ um, dùng cái này cũng được nhá. suy ra AM là bằng 4 này. Trên AB là 4 cộng với x này. AN AN là bằng bao nhiêu ạ? AN là bằng 5 trên AC bằng 8,5. Vậy thì suy ra uh, 4 cộng với x nhân với 5 đúng không? Bằng với bạn nào sử dụng hệ thức nào cũng được nhá. Bằng này 8,5 nhân với 4. 8,5 nhân 4 bằng bao nhiêu ạ? 34 34 vậy suy ra là 4 cộng x nó sẽ bằng là gì? 34 chia cho 5 34 chia cho 5 bằng 6,8 này Vậy suy ra x nó sẽ bằng 6,8 trừ đi 4 là bằng 2,8 đúng không? Vậy x bằng 2,8 đấy, đấy là ý A nhé Ý B nào Ý B thì ta có rằng là gì? do là pq song song với cả ef, rồi theo định lý talet, định lý talet ta có này, ta có là gì dp trên um, đây ta sử dụng luôn trên pe bằng với gì bằng với dq trên qf đúng không? rồi ta có qf thì bằng gì 24 trừ đi 9 đúng không? Bằng 15 đúng không? Vậy suy ra DP là mình đang cần tìm là x trên gì? À, ta sẽ là x trên bao nhiêu? x trên PE, PE bằng 10,5 bằng gì? À, DQ bằng 9 trên 15 Vậy suy ra x nó sẽ bằng gì? 9 x 10,5 trên 15 Và x sẽ bằng là bao nhiêu? 9 nhân 10,5 chia cho 15 x sẽ là 6,3 6,3 đúng chưa? Vậy x gì bằng 6,3 Rồi, mình đã xong được cái bài định lý talet này rồi Các bạn nắm chắc cái định lý talet này thì mình sẽ áp dụng được vào các bài tập nhé khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách